Dạ đã cho ổng lên tàng hình với ta. Và con cho được 100 thùng. À, tôi phát hết rồi, tôi chừa lại 1 thùng để cho mấy anh. Cái chợ quê tôi có từ bao giờ, khi tôi sinh ra chợ đã có rồi. Cái chợ quê tôi gắn với cuộc đời, mẹ tôi giàu dai, tháng ngày nuôi tôi. Tôi thầm mong ước rồi sẽ có ngày vượt qua chính mình, chợ quê bừng sáng trong mỗi con người chúng ta. Tôi thầm mong ước rồi sẽ có ngày vượt qua chính mình, chợ quê bừng sáng nét đẹp trong mỗi con người chúng ta. Thứ sáu rồi phải. Tuần này gì thì thay vì phát cơm mình phát mì, phát mì xào. Tính chạy xuống cái này coi còn bán trứng cút không, thì mua 300 cái trứng cút để vô trong mì xào. Rồi mới ghé qua bên chợ rau để dặn ngày mai xin rau. Thứ sáu xin rau với thứ bảy. Ủa, bữa nay như thứ năm phải. Không biết nữa, tại vì không biết giờ giấc gì á. Thì chú nữa ghé qua chợ rau xin rau để mang đi. Thì nhân tiện mình cũng lấy từ trong số mì của bà con của cô Thu cho mấy anh em bốc vác ở trong chợ rau á, chỗ mà mình xin rau á, cho mấy anh em 1 thùng để mấy anh em ăn. Lấy trứng cút 300 nha con. Có đủ trứng cút 300 không? Chờ quê trong sáng như người dân quê. Cái chờ quê tôi. Cái này vừa giải nhiêu ký vậy? 30.000 ký. Công xây dựng mình cùng với bà con nay chờ mới khang trang, quê mẹ thêm tự hào, cái chờ đẹp xinh lên khi người người ý thức chờ quê sáng ngời. Đêm hẹn trứng cút mình mua của vợ bán thì có 5.000.
bữa nay không thấy bà vợ, thấy ông chồng. Mà ông chồng không cũng ăn nói cũng vô duyên luôn. Thử ra mà lại ổng đòi năm mốt thôi nghỉ mua, ổng mua luôn quê rồi. Hỏi nó mà nó trả lời cọc lóc rồi, chờ mai mua. Bà con cho được 100 thùng, tôi phát hết rồi, tôi chừa lại 1 thùng để cho mấy anh em ở đây. Chính ở đây đó là ảnh anh chịu trách nhiệm gom cái hàng bà con người ta cho hả? Dạ. Thì ảnh gom ảnh cho thì ai mà nấu cơm từ thiện ở nơi nào mà làm cơm từ thiện hay gì đó thì tới đây ảnh xin ảnh thì ảnh có thì ảnh cho, còn bữa nào không có thì cũng chịu thôi. Thì cái phần rau củ quả này nói đúng ra là hàng bông mà người ta bán á, mà nó cũ á, nó sắp hư á, rồi bà con thay vì người ta bỏ thì anh Chính đây anh xin lại để mà lựa ra coi cái nào tốt thì còn tốt thì cho lại mấy cái nơi người ta nấu cơm hay là người ta làm từ thiện gì đó. Thì tôi cũng mới quen ảnh đây thôi, thì tôi cũng tới cần tới làm là tôi xuống đây tôi xin ảnh hả. Xây dựng mình cùng với